Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha. Và Duy Khải chúc anh em buổi xem video vui vẻ nè mà. Video này thì Khải mua một áo phục hồi 40 nè mà. Trong tầm này thì tìm áo, tìm đồ khó quá. Và số áo này coi như là mình lấy cái hiệu ứng phục hồi 40 thôi. Chung là một kim anh em, tầm này xem mới mà. Xem mới một kim thì nó khoảng nằm 70.000. Thôi cũng được nè, nói chung là sau này ba áo này chắc cũng cho xe mang thôi. Chứ ai đâu mang ba áo này. Tìm áo mà tìm không có áo nào xịn hơn nữa nè em ơi. Thôi cứ mua tạm đánh đại một thời gian đây, rồi không ổn thì mình sẽ thay lên một cái áo khác nha nè. Đó, nói chung là giờ thì anh em tìm không có biết cái áo nào để mà mua hơn nữa nè. Nói chung là tại vì cũng sắp hết hạn đồ thời gian rồi, nên cũng sắp thấy hết thời gian kim phong rồi. Đó, còn vài món nữa full đồ anh. Gia truyền này thì bữa mua vài dòng xu rồi. Đó, tạo giờ thiếu một cái nhẫn khăn lôi. Thiếu một nhẫn khăn lôi nữa rồi, hoặc là ngọc bội khăn lôi. Nói chung là đây là đủ móc 80 này, là chỉ cần thiếu một nhẫn khăn lôi nữa đủ set rồi. Tính ra là khăn lôi không bao nhiêu nè, ít quá. Nói chung là tại vì đi theo set đường đam á, đi set đường đam vũ khí 159 nên là cái lượng khăn lôi nó không đáng cỡ. Ví dụ như mang này vào thì đây cho anh trên này. Bây giờ Khải sẽ chấm hai cái nhẫn khăn lôi nữa là xong. Đó, cái này là đủ móc 580 nha. Đó, thấy chưa? Đủ móc 580. Rồi giờ xuất thêm hai cái nhẫn khăn lôi cùi nữa là xong. Là một cái khăn lôi này. Một cái hai món khăn lôi nữa. Một nhẫn hai nhẫn nữa. Đó. Hai nhẫn khăn lôi nữa là ok. Mà không biết như thế nào đây, được kiếm cái nhẫn khăn lôi là ok đã rồi. Lên đảo này mà. Còn tầm này lên đảo được rồi. Này lên đá được rồi đấy, nhưng mà Khải đang dự định là đẩy cái nỏ này lên cấp 10 năm rồi. Hóng binh thì tầm này chưa có hóng binh được, chắc là thôi từ từ chứ cũng lên đảo thôi. Này chắc lên đảo thôi, phẹt chơi thôi. Em này cũng không làm gì. Rồi ok. Anh em xem đừng quên ủng hộ một like chia sẻ nha anh em ơi. Thì Khải lên đảo sẽ tính tiếp nha anh em. Bye bye anh em.